Rồi chọn tay cá luôn. Đưa lên hình. Này không được, đẩy rồi, để bấm lên. Rồi chụp miếng người ta. Anh lấy cái tóc lại bảo. Ủa, không lấy nguyên bộ đồ đi. Vậy được chưa? Vậy được rồi. Rồi thay đồ. Rồi thay đồ. Thế đi theo Ngọc Trinh thay đồ. Nè, chị em không ăn ngủ ngắt gì vậy? Rồi ăn ăn. Bây giờ hãy coi mẹ Ngọc Trinh đi. Hỏi đi quá. Là anh Viễn này đốt nhục con heo. Em mập lên đó. Cúp bảo bảo. Một bắt cúp đến từ Mỹ. Không, Hollywood. Hollywood. Nhưng mà bắt cúp rất ghê. Ủa em bị người khói rồi. Trăm năm năm. Ủa mới vô mà nếu thầy chút không mà. Ủa xong gì Trinh? Giường sao? Bữa nay anh đang live bên anh này cho nên anh chào mọi người bên đây. Chào mọi người. Chào quà nha. Quà anh nhá. Đau quá. Muốn vô hả? Ừ. Bảo gì là do trên bảo. Trên bây giờ bỏ lên, bật lên. Đau chút vậy. Trả lời rồi. Ủa đó, mấy ăn thì bởi đó mày chưa hả? Tạo điên. Chỗ mưa qua chỗ mưa xin. Em đang kêu bảo hỏi cái chỗ gì đó chụp sớt kìa. 195, 197. Tháng 2 em chưa chụp hơn tháng. Lần như mày chưa? 10 giờ sáng. Ủa không, bảo anh nghe đang biệt đi. Thì giờ bắn nè. Ủa hả? Giờ rút điện. Mình nội mấy ăn chứ. Rồi. Viễn bữa giờ có chỗ chụp hình nào đẹp không? Chụp đồ số. Con cái một không anh? Thôi mất gì đó, còn tôi chứ lóng đứa trí thịt chứ. Hơi xáo. Em thấy cái chỗ của Minh Triệu với anh. À, chỗ nó đẹp á. Ở đâu? Ở đâu? Vừa có quán cà phê, vừa có cái phòng ngủ, vừa có cái bếp luôn. Ở đâu? Ở bên đưa cái clip cho Nguyễn Hữu Cảnh á. Đưa cái clip cho Viễn coi đi. À, thấy thôi nhưng mà quan đâu địa điểm ở đâu mình đi rồi chứ hết. Nguyễn Hữu Cảnh. Thế hả? Sao bây giờ hơn tháng em chưa chụp từ buổi cho băng tới giờ. Shop hả? Thế là giờ em không buồn chụp shop nữa hả? Từ buổi giờ quên không mấy luôn. Cách hỏi quá trời, mình có mẫu mới mà mình không có mặt chụp luôn. Cái đồng mà. Ủa, hồi nãy mới bị rung quá. Hồi nãy mới đó. Cầm chó. Thế vậy? Đến cầm. Thị mà em. Đi đừng về. Đi Thanh Long lại coi được nha. Đinh Thanh Long luôn luôn online lại. Hồi này do anh bận. Thôi đừng. Ủa thì coi, mấy con chạy quá. Thế
sao? Hả? Hay. Quay lại đây, đây nè, đứng đây. Quay sao? Đấy, quay đi quay một cái. Quay trên mượn đây hạt đây coi. Đây coi. Quý vợ. Mưa buồn quá. Ngoài trời sân này đang mưa rơi, em cô đơn nơi góc tôi. Lẽ đến những kỷ niệm vừa qua, em trong tay anh. Đừng hát, đừng nói. Này lái này. Quỳnh Hương. À, sao bố đây? Bố đâu tao bậy hả? Đúng. Không nhiếm xù xì. Không, nhiếm xù quốc dân. Tự nhiên kêu nhiếm xù xì. Ủa sao sao bên này mình thấy ít người, người ta đang không ý là sao sao nó bị đứng ngoài à. Người ta mạng có anh yếu. Anh Viễn hát hay quá kìa. Đây là hạt tiệp nè. Quên hú kìa. Ý là phải hạt tiệp là phải nha. Sao đi trong vòng cái đê vậy? Quấn kéo. Dòng em đâu nó hạ quá à. Nó sao mình quên mình hả? Vì thế mà hãy coi hãy sướng ra đó rồi. Đi đi. Đảo rồi. Ủa sao em lại đi mua ngay nè, em lại em ngồi em định là biết là khung rồi đấy. Nó như Diễm Châu á, nó chưa có được cái đó. Là Diễm Châu có hai người online mà nó cũng ngồi nó nói mình. Ủa sao anh giống như bị đứng vậy trời? Mạng quá, 3G đứng. Anh sẽ 3G, 3G. Wi-Fi. Mưa rơi từng đêm, mưa trên miên cho lòng thương nhớ khôn. 300 người. Mà sao cái kiểu này nó được bị đứng ngoài hả? Bữa nay là có người quen nó hiện luôn rồi. Thì có những cái có họ đúng không? Con chưa. Không nói gì hết hả? À. Mọi người hãy nói coi. Ủa mình chặn ở đâu? Chặn comment hả? Tao mày chặn comment
tâm, cái tâm. Nói kệ nó này không sao chửi. Cái tâm. Thôi chặn, thôi chặn nó bấm cái đó luôn hả? Bấm cái đó chặn cái đó luôn. Bấm cái đó lâu nó hiện lên chặn với xó. Là miếng cái chanh ở ngoài đó đó. Ừ. À. Để nó phương pháp lột phén rất tốt. Ai quay dài vậy lâu hả? Em quay chứ ai? Nghe mấy thằng bông này chanh. Ủa trên đây có chế độ chỉnh màu nữa hả ta? Em không biết. Nè. Bộ đồ này á Viễn ơi kiếm góc. Nãy giờ mình chưa chụp góc ở phòng khách chỗ sofa á Viễn. Là ngồi dưới cái anh dời sofa ra, ngồi cái thảm với cái bàn thôi cũng được. Mày à. Ủa sao cái này em tắt cái filter nó không ra không được ta, nó bị gì vậy nè? Em tắt cái khung này đi sao ta? Phúc Nguyễn. Bốn trăm ba mươi mốt người à. Ra ngoài Viễn, ra ngoài chọn góc nè. Đó sofa đó, anh dọn đi. Dẹp hết sofa ra, mình ngồi. Lôi ra, lôi ghế sofa ra giùm anh Thạnh. Ngồi đâu? Ngồi dưới bàn. Lôi ra. Đúng. Lắc, chúng ta còn men quá trời không thấy.
thấy. Vừa thấy tốt, kết thúc xong.